kiss my girl. Kênh Mr. Alo. Dạ. Mr. Alo. À. Về. Chào em nha. Hôm nay mình đến với không biết. Mấy đứa đến từ đâu? Đi Hòa. Đi Hòa hả? Sao biết cái địa điểm này? Nhờ vào Facebook. Rồi giới thiệu cho mọi người về Phú Yên du lịch những địa điểm nào đi mấy đứa. Bóng dưng mình được không bóng? Được. Ủa gì anh? Giới thiệu Phú Yên đi cho mọi người biết về Phú Yên du lịch. Phú Yên rất là Ngày hôm nay các bạn chỉ ra địa điểm hot nhất của Phú Yên hiện nay ở phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa. Hát tặng Mr. Alo bài gì mấy đó? Tình đắng như ly cà phê. Đến từ các bạn thành phố Tuy Hòa. Lần đầu cho tình cảm
vẫn xoay tròn hai người yêu nhau, chờ mong đêm một ngày ta thuộc về anh. Anh vẫn đứng đây bên cùng cửa, anh vẫn đứng đây chờ nắng. Bạn có thấy clip hay, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của các bạn. Xin chân thành cảm ơn.